chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến tới Creative Channel hôm nay. Vinsup có rất nhận ra rằng là cái việc mà chuẩn bị cho ngành Việt sau khi mà tốt nghiệp và chuẩn bị những kỹ năng đó thì khá là quan trọng với các member. Cho nên hôm nay Vinsup đã mời các anh chị tới đây, alumni này. Mọi người có thể giải đáp những cái câu hỏi thắc mắc nào mà muốn. Hy vọng là mọi người có thể sử dụng câu hỏi này để mà có thể chuẩn bị kỹ càng khi mà tốt nghiệp xong. Để không phải mất thời gian của mọi người nữa thì mong anh chị sẽ bắt đầu giới thiệu bản thân mình, tên, nghề nghiệp, công việc các anh chị đang làm gì và tại sao anh chị chọn công việc đó. Chào mọi người, mình tốt nghiệp Bachelor of Software Engineering năm 2018, năm ngoái. Mình đã đi làm full time được 1 năm, vị trí hiện giờ của mình là System Analyst cho Visual BI Solution. Mọi người xin hát tiếng lớn một chút ạ. Hiện giờ mình là System Analyst cho Visual BI Solution. Đó là cái dễ hiểu là vị trí của mình là Hybrid giữa UI Developer và UI UX Designer. Lý do mình chọn ngành này thì thứ nhất là đương nhiên các bạn nhất phải là vì mình thích. Tính cách của mình thì khá là thích những thứ kiểu visual trang trí, DIY, artsy, visual presentation, kiểu cái gì mà hơi lệch vài pixel mình bị OCD. Nên là mình nghĩ là mình thấy là mình phù hợp và rất là thích ngành này. Thứ hai là về công việc thì tại sao mình lại chọn một ngành hybrid giữa developer và designer, thì bên cạnh việc mình thích thì mình nghĩ là có thêm nhiều kỹ năng đa dạng hơn thì sẽ làm mình competitive hơn khi mà đi tìm việc. Lý do thứ ba đó là mình hy vọng là bởi vì mình có nhiều kỹ năng đa dạng thì những cái công sau này sẽ hỗ trợ tốt cho quá trình tìm visa cho mình. Chuẩn bị vào link khác. Ok, xin ngon chào mừng. Anh đi chơi vậy. Anh tên là Hưng. Giờ không có nhớ năm lắm, nói chung là nhiều năm quá. Tại giờ hiện tại đang học tiến sĩ của Molecular Biology của UC Dallas. Nên đang năm thứ, chắc năm thứ ba rồi. Giờ còn đang cày, chắc còn lâu lắm, khi nào ra tiến sĩ sẽ nói sao. Hồi xưa thì có học ở bên UC Berkeley, thì của bên Bay Area San Francisco. Thì ở đó học khoảng 4 năm để Bachelor, sau đó học thêm 2 năm Master ở bên San Francisco nữa. Thì trong thời gian đó thì cũng có đi làm internship với cũng research cùng một lúc luôn, làm cả hai. Tại sao chọn là tại vì hồi xưa thì học chung chung thì đều giỏi các ngành hết, nhưng mà tại vì không thích môn hóa với môn lý và rất ghét toán nên cuối cùng chỉ còn môn sinh học thôi. Đi học ngành sinh học tới giờ cứ học hoài thôi, tại vì học tới rồi cuối cùng ra tới tiến sĩ luôn, đang học tiến sĩ. Cuộc đời chỉ có đi học thôi. Tại một phần là tại vì đi học là dễ nhất về phần visa, với vừa học vừa kiếm kinh nghiệm để đủ để cái network, để roll cái network đủ lớn để sau này vô được cái công ty thì dễ hơn. Với cũng tại vì cái đi qua visa rồi sau đó đi lên green card nó hơi bị nguy hiểm nên kéo càng lâu càng tốt. Hãy lại đây chị. Chị tên, mình tên là Trang, mình tốt nghiệp năm 2015 ngành Information System. Bây giờ mình đang làm UX UI Designer. Tại sao mình chọn ngành này? Tại vì mình thấy là mình cũng giống Mai là thích những thứ trông gọn gàng đẹp đẽ và nó logic, và muốn thiết kế những cái app làm sao mà người dùng cảm thấy nó rất là tiện lợi và tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức khi mà navigate vào những cái app hoặc vào những cái website. Chào mọi người, mình tên là Quang và mình tốt nghiệp năm 2015 và tốt nghiệp ngành Computer Science. Hiện tại thì mình unemployed. Tự do. Tuần trước thì mình làm việc, tuần này thì đầu tuần này thì mình làm việc ở Apple as an UI engineer. Và lý do mình học ngành này vì
thực ra mình không thích làm việc về với computer science lắm, nhưng mà rất thích là problem solving. Nên là mỗi lần kiểu có một cái feature mới, mỗi lần có một cái bài programming thì nó như một lần mình giải các câu đố. Trước đấy thì mình đăng ký học ở biochemistry năm đầu tiên, nhưng mà do lười học thực lòng nên là phải chuyển lại sang học computer science. Và background của mình cũng ở trong computer science, vì cấp 3 mình học lớp chuyên tin của trường Nam, nên là computer science là cái ngành gần nhất và dễ hiểu nhất lúc bấy giờ. Bây giờ thì mong mọi người có thể chia sẻ từng người một tên tuổi, tên ngành học và có ý định vào grad school hay không. Bắt đầu từ bạn Thu. Ok, em là Hà Thu, hiện em đang học Computation. Về grad school thì em chưa rõ lắm, tại cũng có nhiều option nhưng mà chưa biết. Em là Phúc, em học CS thì về grad school thì em nghĩ là sau buổi này trao đổi với anh chị xong thì em sẽ quyết định. Muốn hỏi rằng là với lại mọi người muốn gì từ cái event này, muốn hỏi gì cực kỳ cháy lửa, muốn hỏi gì? Chào mọi người, mình tên là Vân, hiện tại mình đang học Master MBA năm đầu tiên. Mình tới đây là để muốn gặp các sếp và để được các sếp chia sẻ kinh nghiệm làm việc với lại để được xin đầu tư vốn. Đấy, mình mời bạn. Chào mọi người, mình tên là mình học ngành Supply Chain Management Senior Year Grad School, có thể trong tương lai chứ không phải là bây giờ. Mình tới đây muốn tìm hiểu thêm về internship với lại full time job position. Chào mọi người, em tên là Quỳnh, năm nay năm hai đang học animation. Còn câu hỏi về grad school thì em chưa nghĩ tới. Xin chào mọi người, em là Bảo Khanh, học năm ba actuarial science. Thì hôm nay em mong muốn nhận đỡ cái event này là kinh nghiệm của các anh chị về việc xin internship hoặc là full time job sau khi mà tốt nghiệp, với lại là những cái kỹ năng cần thiết để làm sao mà xin được những cái công việc đó. Chào mọi người, mình tên là Hoàng, mình đang học làm thợ điện. Còn grad school thì mình chưa biết, mình chỉ muốn đến đây để nghe mọi người kể về chuyện life story của mọi người. Chào mọi người, đây là Linh, em học biology, em mong muốn được đi physician assistant trong tương lai. Và em muốn hỏi các anh chị là ngoài cái dự tính cho công việc thì các anh chị có làm gì ở bên ngoài để giống như là lấy life skill hoặc là những cái skill khác mà không chỉ là trong cái những cái major mấy anh chị đang học không? Có bao giờ có những cái khoảng thời gian đó chưa? Chào mọi người, em tên là Huệ, em học Finance năm 2 và em cũng lại định lấy Master ngành Finance. Em chào mọi người, em là Hạ, em học Supply Chain Management. Em muốn họ nghe anh chị nói về kinh nghiệm phỏng vấn, thêm việc nộp hồ sơ và trong lúc làm việc. Chào mọi người, em là Tiến, em học năm 2 của Computer Science. Hiện tại thì em cũng chưa có ý định học grad school và hôm nay thì em muốn được ở đây để nghe các cái kinh nghiệm về xin intern, về chuẩn bị resume cho các cho công việc tương lai của mình. Chào mọi người, mình tên là Long, Junior Computer Science Major. Về grad school thì nếu như mà mình không xin được green card hoặc là trượt hết H1B thì mình sẽ còn xin được grad school. Thì mình muốn ở đây để hỏi các anh chị về về các process sau khi mà tốt nghiệp thì để lại làm việc rồi lấy xin visa green card các thứ, và tất nhiên là về kinh nghiệm để xin việc rồi. Chào mọi người, em là Khôi, em học ngành Computer Engineering Senior. Hôm nay em ở đây để tìm hiểu kinh nghiệm làm việc, xin internship và tấu hạn. Em là Huy, em học 2 học CS. Em không học grad school, hôm nay đến đây để xem anh Quang chém gió. Giống như hồi show.
Xin chào mọi người, mình là Tùng, senior. Chắc mình không định học grad school tại mình không thích học. Hôm nay đến đây là để nghe Quang và Mai nói về quá trình xin việc, bởi vì mình đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình xin việc. Chào mọi người, mình là Lân, năm tư học ở Computer Science. Thì, mình đến đây chủ yếu là chơi vui mọi người. Chào mọi người, em là Lịnh, junior học Computer Science. Hôm nay đến đây chủ yếu để nghe mọi người nói về kinh nghiệm của mình thôi. Và một phần nữa là ăn pizza. Chào mọi người, em là Long, em học CS năm 2. Thì grad school thì em kiểu không phải loại nghĩ xa, em cũng không biết. Còn để em đến đây để nghe kinh nghiệm, học hỏi kinh nghiệm của mọi người. Không ai vỗ tay. Vỗ tay từ thiện. Em của mọi người, em là chính thì em năm nhất CS. Em biết em không học grad school vì em hơi lười học, em chủ đi làm thôi. Em đến đây để toàn lười học để nghe anh chị nói về việc kiểu intern và phỏng vấn intern, từ intern và chuẩn bị hồ sơ để intern. Em vẫn thế thôi. Chào mọi người, em tên là Justin. Em năm nhất học Electrical Engineering. Hôm nay tới đây là để thật ra là em chưa có một lộ trình cụ thể cho tương lai. Chưa biết là tốt nghiệp như nào, học như nào. Nên là tới đây để hỏi kinh nghiệm và để nhờ anh chị xét, gọi là mindset một cái lộ trình cho em. Em tên là Sơn, em học năm nhất và học ITS. Em giống như Justin là em cũng chưa có lộ trình gì cho mình nên là em đến đây để chào hỏi anh chị. Em là Phương Freshman, em là đang học B-Man, có ý định đang chuyển sang Mac Mechanical Engineering, và em muốn tìm hiểu thêm về job opportunities and research. Chào mọi người, mình tên là Trân, thì ban đầu mình học Mechanical Engineering, nhưng mà tại vì mình kém môn lý và mình nghĩ sinh lý nên là mình đang định dự định đổi qua Data Science, nhưng mà tại grad school thì mình sẽ học Hospitality tại vì mình thích cái đó. Nhưng mà mình muốn tới đây, hôm nay mình tới đây tại vì mình mang pizza tới. Vậy thì nhóm các bạn có câu hỏi nào để bắt đầu hay không, hay là em thì có một cái list câu hỏi này để các bạn đã hỏi, nhưng mà nếu mà ai đó muốn hỏi giờ thì hỏi em. Bạn GPA hay là experience, cái nào quan trọng hơn? Đối với chị thì đối với mình thì chắc chắn là experience quan trọng hơn. Đó là mình không thể cho GPA vào trong resume của mình, mình không tự hào về GPA của mình tại mình cũng không thích học lắm. Nói chung từ ACS là kiểu sau khi mình tốt nghiệp xong rồi, sau khi có kinh nghiệm mà về đầu tiên rồi thì sau đấy GPA doesn't matter that much. Like it's a good bonus but not really never the deciding factor. Tự nhiên mình là sao? Tự nhiên mình. Nhưng mà tại vì quan trọng nhất vẫn là em tự tin và em biết chắc chắn là em muốn làm gì, em muốn làm trong một môi trường như thế nào. Tại vì tất nhiên kinh nghiệm thì sẽ phải cho em tự tin, nếu em list rất nhiều kinh nghiệm trong resume, nhưng mà khi gặp người ta em lúng túng, người ta hỏi em giới thiệu bản thân, em không nói rõ rành mạch articulate được em là một người như thế nào thì cũng có thể không có tác dụng lắm. Nên là cuối cùng là cái presentation là em phải tự tin, em biết rõ trong đầu mình muốn gì, em communicate được với người ta. Thế con nghe bishop
Về ngành của anh thì bên biology thì tùy theo, nếu mà em muốn học lên med school thì GPA là chắc chắn là 100% má là phải 4 chấm là không phải nói rồi. Nhưng mà experience là đương nhiên cũng phải có. Tức là khi đang học á, thì thường bình thường là khi đang học là em đã phải đi kiếm internship rồi, là mùa hè là không có được ngồi chơi, là phải đi kiếm internship rồi. Thì trong khi em kiếm internship đó thì cái chắc chắn là nó sẽ không có, nó sẽ assume mà em sẽ không có experience rồi đó, tại vì em là học sinh mà em đang học mà, thì nó sẽ hỏi là GPA của em cao không. Thì có trai GPA em cũng phải được thì nó mới chịu interview rồi mới nhận em vô làm, thì lúc đó là GPA matter. Nhưng mà sau khi ra trường rồi và đã đi làm có kinh nghiệm rồi thì GPA coi như không có tính nữa. Nhưng mà hơn là phải kinh nghiệm chắc cũng phải 2 năm rồi thì mới bỏ GPA được. Anh Quang thì thấy như thế nào ạ? Giờ anh đồng ý với Mai là personally anh đi interview chưa được, bị hỏi GPA được bao nhiêu. Thì nếu mà em nhìn từ cái perspective của một người em đi thuê một người khác ấy, thì em sẽ tìm tất cả những cái clue làm sao để đánh giá được con người ấy có tốt cho cái job của mình hay không. Thì nếu mà em không có experience thì chắc chắn phải tìm GPA. Nhưng mà một khi đã có experience rồi thì người ta chỉ chăm chăm là cái việc mà cái performance của em ở cái job cũ nó sẽ như thế nào. Nên là đến lúc đấy thì cái GPA không còn quan trọng nữa. At least là với cái kinh nghiệm cũ của anh, và do anh không lên grad school thì nó cũng không biết là grad school thì người ta đánh giá nào.